Kênh An Lạc Tây Cao Bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh trở lại với nhà vườn Khánh Trang, địa chỉ xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với Trang. Chào Trang. Chào em, chào anh. Mến chào quý cô chú anh chị, hôm nay em có một số phôi nguyệt quế, giấy tàn nguyệt quế giao lưu với quý cô chú anh chị ha. Số điện thoại của em là 0942208884, cũng là số Zalo và Facebook của em ha quý cô chú anh chị. Địa chỉ của em là ở ấp Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Đây là mã số 1, phôi nguyệt quế ha quý chú anh chị. Chiều cao cây là 60. Bề thân của cây là 40. Mã số 1 này em xin giao lưu với quý chú anh chị mình là 600.000 em bao phí, 600 em bao phí. Tiếp theo là mã số 2. Chiều cao cây là 1m ạ. Bề thân em đó đây là 39 ạ. Mã số 2 này em xin giao lưu với quý chú anh chị mình là 700.000 em bao phí ạ, 700 em bao phí. Tiếp theo là mã số 3. Chiều cao cây là 1m. Bề thân của cây là 47 ạ. Mã số 3 này em xin giao lưu với quý chú anh chị mình là 850.000 bao phí ạ, 850 bao phí. Tiếp theo là mã số 4 ạ. Chiều cao cây là 1,5m ha quý chú anh chị. 150. Tổng hòa thân em đó đây là 50 ha quý chú anh chị. 50. Mã số 4 này em xin giao lưu với quý chú chị mình là 1.200.000 em bao phí. 1.200.000 em bao phí. Tiếp theo là mã số 5 ạ. Chiều cao cây là 90. Bề thân của cây là 40 ạ. Mã số 5 này em xin giao lưu với quý chú anh chị mình là 750.000 bao phí, 750 bao phí. Tiếp theo là mã số 6 ạ. Chiều cao cây là 1,5m thôi quý chú anh chị. Cái hoành thân ở đây là 48 thôi quý chú anh chị. 48. Cây này đế quá thôi quý chú anh chị. Mã số 9 này em xin giao lưu với quý chú anh chị mình là 1.800.000 bao phí, 1.800.000 bao phí ha. Tiếp theo là mã số 10. Chiều
cao của cây là 1m3 ha, 130. Tổng quanh thân em đó đây là 35. Đây ngay đây nó có bị chày da, nó lũ ngay đây xíu sạn đây ha, xíu chú anh chị. Mã số 10 này em xin giao lưu với chú anh chị mình là 850.000 bao phí, 850 bao phí. Tiếp theo là mã số 11. Chiều cao cây là 59. Tổng quanh thân em đó đây là 52. Cây ngay đây có cái dấu cắt ngay đây tí xíu ở đây không chú chị ha. Dấu cắt ngay đây là cắt cái nhánh. Mã số 11 này em xin giao lưu với quý chú chị mình là 950.000 bao phí, 950 bao phí không chú chị. Tiếp theo là mã số 12. Chiều cao cây là 90. Mình thân em đo ở đây ha quý chị. Mình thân em đo ở đây là 47. Mã số 12 này em xin giao lưu quý chú anh chị mình là 800.000 em bao phí, 800 em bao phí. Tiếp theo là mã số 13. Chiều cao của cây là 140 ha quý chú anh chị, 140. Tổng quanh thân em đó đây là 60 ha quý chú anh chị, 60. Mã số 13 này em xin giao lưu với quý chú anh chị mình là 1.800.000 bao phí, 1.800 em bao phí. Tiếp theo là mã số 14 ạ. Chiều cao của cây là 125. Tổng cái quần thân em đó đây là 58 ạ. Mã số 14 này em xin giao lưu với chú anh chị mình là 1.500.000 bao phí, 1.500 em bao phí. Tiếp theo là mã số 15. Chiều cao cây là 160 không chú anh chị, 160. Tổng quý quần thân em đó đây là 45 ha quý chú anh chị. Mã số 15 này em xin giao lưu với quý chú anh chị mình là 950.000 bao phí, 950 bao phí. Tiếp theo là mã số 16.
Chiều cao cây là 68. Và đám đó đây là 54 ạ. Mã số 16 này em xin giao lưu với chú anh chị mình là 900 nghìn em bao phí ạ. 900 bao phí. Tiếp theo là mã số 17 ạ. Chiều cao cây là 85. Tổng hoành thân em đó đây là 49. Mã số 17 này em xin giao lưu với quý chú anh chị mình là 950.000 em bao phí. 950 em bao phí ạ. Theo là mã số 18. Chiều cao cây là 64. Hoành thân của cây là 35. Cây này em giao lưu với quý chú anh chị mình là 500 nghìn em bao phí. 500 bao phí hơn chú anh chị. Cây này là thuần bầu à. Tiếp theo là mã số 19 ạ. Chiều cao cây là 110. Và thương em đó đây là 47. Mã số 19 em xin giao lưu với chú anh chị mình là 1.500.000 em bao phí. 1.500 bao phí. Tiếp theo là mã số 20 ạ. Chiều cao cây là 1,5 m thôi chú chị, 1,5 m. Tổng hoành thân em đó đây là 49 thôi chú chị, 49. Mã số 19 này em xin giao lưu với quý chú anh chị mà là 1.700.000 bao phí. 1.700 bao phí không chú anh chị. Tiếp theo là mã số 21 ạ. Chiều cao cây là 1.70 không chú anh chị. 19. Cây này cây thứ 3. Tổng hoành thân em đó đây là 52 ạ. Mã số 21 này em xin giao lưu với quý chú chị mình là 1.800.000 em bao phí ạ. 1.800 bao phí. Tiếp theo là mã số 22 ạ. Chiều cao cây là 120. Tấn ngang của cây là 90. Tổng hoành thân của cây là 62. Mã số 22 này em xin giao lưu với chú anh chị mình là
3.200.000 bao phí, 3.200.000 bao phí không chú anh chị. Cây này về mình tỉa bớt nhánh là khéo lắm luôn chú anh chị. Tiếp theo là mã số 23. Chiều cao của cây là 118. Tổng quanh thân của cây là 46. Mã số 23 này em xin giao lưu với quý chú anh chị mình là 1.400.000 bao phí. 1.400.000 bao phí ạ. Tiếp theo là mã số 24. Là một cây tàn không chú anh chị. À, tàn này thì em có lô luôn ha quý chú chị ha. Hiện tại ở bãi em đang có một lô tàn như vậy ha. Nhưng mà em chỉ quay một cây thôi. Tàn là tàn sổng ha quý chú chị. Tàn thì em bao tròn với quý chú chị mình luôn ha. Cái này em mới mở dây chưa xả ra hết nữa. Chiều cao cây 3 mét không chú anh chị? Cao cây là 3 mét. Tấn ngang cây cả 2 mét không chú anh chị? Tấn ngang cây 2 mét. Có gì tí xíu nữa anh nhờ anh Thận lia hết sơ qua cái giùm em luôn nha. Cây này là em quay cây trung thôi. Quanh thân của cây là 44 không chú anh chị? 44. Quanh cái lô này là nhỏ nhất là 44. À, lớn nhất thì 68-70 không chú anh chị? Dạ lô này em có 25 cây không chú anh chị? Lô này là về nhà hết 25 cây. Quanh nhỏ nhất là 44. Ở cây này em giao như cây như vậy là em giao lưu với chú anh chị là 4.500.000. Quý cô chú anh chị nào có nhà ý ôm hết lô thì cứ liên hệ với em ha. Ở một cây vậy là 4.500.000. 4.500.000 là em bao gồm phí ship cho mình luôn ha. À, cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết clip. Cũng rất mong quý cô chú anh chị ủng hộ em thêm. Số điện thoại của em là 0942208884, cũng là số Zalo và Facebook của em. Cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Chọn được cây ưng ý liên hệ với nhà vườn Khánh Trang để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.